Chị xin phép đi, có công việc cần cô chú anh chị. Đó, là... xin phép đi nhé. Ô, chị lo mang cái nón kìa. Chị Loan này cả nhà ơi. Chị Loan đeo cái nón của bé Điều ở cả nhà. Bảy chỗ á cả nhà. Nói là bây giờ cũng qua đốt nhang á cả nhà. Xe bảy chỗ. Xe này ở đẩy cũng là rất là vô rồi, vào thì biết nhưng mà đầu tiên chưa có quay quay đâu. Còn xuống cả nhà. Củ Chi. Không có phải quê, Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Thì cô chú đừng quà đốt nhang cho bác Năm ở cả nhà ơi. Cho anh gáp vô. Cho anh gáp vô kìa. Nào anh gáp cũng xin lăng ha. Lúc mà mới làm ảnh ở đây mà. Cũng là mới á. Thấy anh gáp này quen quá ta. Ừ. Anh cũng nổi mặn lắm nha. Đúng không? Đúng rồi anh. Đây cũng có bé Điều ha. Ủa, anh Giáp đâu à, bé Điều hả? Cũng là anh Phương vẫn còn bé Điều ở nhà. Bé Điều vẫn còn thương. Rồi, cô vô. Rồi, cô vô mua hộp yến cái nhà. Hai hộp 1 triệu. Cảm ơn cô. Có biêu đạp kìa, ngọt đừng quá. Sao anh không bấm? Bấm chị giờ bấm nè, bây giờ khéo bấm luôn, quên bấm rồi phải không? Dạ. Ồ, quá đông luôn cả nhà, đi giải thì nguyên gia đình to luôn, to bự luôn. Không bấm rồi. Ờ, nãy giờ nói quá trời nói không bấm. Rồi, xin chào cô chị của chị nha, chị Long báo vừa xuống ha cả nhà. Có bé Điều cả nhà. Rồi, chị Long 7 triệu bảy chỗ ha cả nhà. Rồi, chị Long chúc có ly phụ kiện ha cả nhà. Bé Điều chị Long cũng cô mua được 2 tiếng là 1 triệu bạc ha cả nhà. Có bé Phe buồn cả nhà ơi. Tưng quá. Cái bồn đẹp trai á. Lần suốt à. Lần suốt. Nguyên có về không ở đây? Về. Anh chạy Grab có về không? Hả? Có anh chạy Grab có về không? Số. Có hả? Hả? À, sao hôm nay chạy được bao nhiêu cuốc rồi? Ôi trời, bị tội ơi. Bữa mình qua mình rước cái thằng đó nó xỉn đi nó báo cáo giờ chạy rất hoài. Rồi. Không có được cuốc nhiều đúng không? Sao cũng là đóng cửa rồi. Làm cho chị Long nè. Hồi xưa làm cho chị Long hả? Mới bán rồi làm cho chị Long. Vậy hả? Rồi
Bây giờ là cứ ra quận nhất đứng đợi khách hả? Có khách thì đi, không có khách thì về, có bữa cút được cút không à. Rồi ghé đây thắp nhang hả? Hôm nãy vô thắp nhang rồi hả? Ghé thắp nhang vô sư phụ, tại vì hồi đó tới giờ mê sư phụ ca. Tôi sư phụ tôi nhỏ tướng mà. Mê sư phụ luôn. Cô đã đứng che chị Long hết rồi. Chắc có lẽ chị đang đi ráp hay sao. Lên đi ăn cùng với chị Hồng Ơn. Chào chị Hồng Ơn. Hỏi chị em hỏi xíu á, cái khuyến mãi của mình á, khuyến mãi bao nhiêu là hết chị Hồng Ơn? Khuyến mãi bên chị là tức là cuối ngày 22 là tháng 4 là hết. Đồ tháng 4 này đúng không? Cuối ngày 22 tháng 4 là hết ngày 22 tháng 4 là còn 2 ngày, 3 ngày nữa là hết đúng không chị? Đúng rồi. Mà ví dụ như chị có một cái gói chi ân dành cho các chị ở xa mà muốn ủng hộ Hồng Mơ á, mà chuyển khoản cọc á thì Hồng Mơ giữ cái giá khuyến mãi đó. À, cái nghĩa là cọc trước thì vẫn còn khuyến mãi đúng không chị? Mới với tổng kia có Hồng Mơ đây quậy không? Hả? Có rồi. Lấy báo chứ Hồng Mơ đây quậy không? Hello bé Buôn. Chào anh Hải. Wow, bé Buôn cùng với anh chị về chị Hồng Cơ này. Là đi ăn là nhẹ. Em thấy ra được chữ nám nám á. Thank you.
chị Loan thích cái giỏ của chị Ni tặng cho nè. Cái ghế giờ là một giờ bán rồi. Cũng chi cả nhà thì gặp gia đình luôn rất là đông, hơn 10 người. Xe thì đợi ở ngoài nhưng mà chị Loan phải nhiệt tình ha, đứng ở lại nán lại xíu tư vấn cho cô chú về sản phẩm mình shop cũng như là mỹ phẩm. Chị xin phép đi, có công việc cần cô chú anh chị. Xin phép đi nhé. Chơi à chị, tối vui nha chị ơi, bye bye chị.